Hoàng gia và người dân Anh bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Vua Charles đệ tam tuyên bố ngày tổ chức lễ tang của nữ hoàng là ngày lễ mới của quốc gia. Cung điện Buckingham đã thông báo chi tiết về tang lễ của nữ hoàng. Tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được tổ chức vào lúc 11 giờ ngày 19 tháng 9 tại tu viện Westminster. Ngày này cũng được chọn làm ngày nghỉ lễ chính thức của nước Anh. Hoàng tử William cùng công nương Kate và hoàng tử Harry cùng vợ Meghan Markle xuất hiện bên ngoài lâu đài Windsor ngày 10 tháng 9. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin hoàng gia mô tả đây là dịp thể hiện sự đoàn kết của gia đình vào thời khắc khó khăn sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời. Hai cặp đôi không tương tác nhiều trong suốt 40 phút đi bộ. Họ dừng lại để đọc những lời nhắn chia buồn đặt giữa những bó hoa tiếc thương nữ hoàng, bắt tay và trò chuyện với hàng ngàn người Anh có mặt bên ngoài lâu đài Windsor. Một nguồn tin hoàng gia được truyền thông Anh trích dẫn nói rằng hoàng tử William đã mời hoàng tử Harry và Meghan cùng đến cung điện Windsor. Theo tờ Telegraph, truyền thông Anh lẫn người dân đều bất ngờ trước sự hiện diện của họ. Trước đó, vào ngày 9 tháng 9, vua Charles đệ tam bổ nhiệm hoàng tử William và công nương Kate làm thân vương và vương phi xứ Wales. Cho tới nay, tước vị của hai vợ chồng trưởng nam của vua Charles đệ tam là công tước và nữ công tước Cambridge. Lần đầu lên tiếng sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời, hoàng tử William chia sẻ: "Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng bà là người bất khả chiến bại. Bà là tấm gương về sự phục vụ và giá trị với công chúng. Bà luôn ở bên tôi trong những thời điểm hạnh phúc nhất. Bà cũng ở bên tôi trong những ngày buồn nhất cuộc đời. Tôi biết ngày này sẽ đến nhưng sẽ mất thêm thời gian để tôi cảm nhận thực tế về cuộc sống không có bà." Hoàng tử William bày tỏ lời cảm ơn nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vì sự ân cần của bà với tôi và gia đình và những ký ức sẽ đi theo đến suốt cuộc đời. Người Anh đã đặt hàng ngàn bó hoa ở hàng rào điện Buckingham và trong công viên cùng với những thông điệp viết tay đầy cảm động, gấu bông Paddington, bóng bay và thiệp chia buồn. Một người bật khóc khi trả lời phỏng vấn bên ngoài điện Buckingham: "Có thể do trước giờ tôi cứ nghĩ rằng nữ hoàng sẽ mãi còn đó, thật buồn khi điều này không có thật." Trong khi đó, một người khác nói rằng mọi người ở đây đều có chung nỗi buồn và biết ơn lòng tận hiến của nữ hoàng đối với đất nước và người dân. Tại lâu đài Windsor ở phía tây London và Balmoral ở Scotland, người dân cũng tụ tập bày tỏ lòng kính trọng đối với nữ hoàng.